À, cái bài nhiều người xem nhất hiện tại là bài gì? À, là bài Sóng Gió ạ. Là cái bài mà Hồng Trần trên đôi cánh đây, còn đời em luôn. Đấy là Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy. Sóng Gió đấy. À, em thấy là chị mang giày cũng khá cao đúng không chị? Đó khoảng bao nhiêu phân chị? Em không biết là giày đó có bán cho nam không, chứ em nghĩ là anh Trường Giang anh cũng cần á. Tại vì khi quay game show chung với mấy chị mà đứng cao á, nói chuyện hơi bị mỏi cổ. Hay vậy chị hỏi là em câu được không? Em đăng ký em có mệt không? Em đăng ký em có mệt không? Không phải mọi người, em không phải lên ký, em bị sưng răng. Sưng răng, dạ đúng. Bao lâu rồi? Sưng cũng được mấy năm. Bạn ơi, bạn có bạn trai chưa? What? Thường á là thí dụ mà mấy bạn nữ mà xinh đẹp vậy á, thì khi mà mình có bạn trai hay là mình có chồng rồi đó, thì cái lượng subscriber nó cũng sẽ giảm đi. Sao kiếm lý do em sẽ giảm xuống hả? Không có, em tăng lên nhiều lắm. Bạn trai giúp em không mà kỳ. Mời sự trở lại của Thiên An. Thưa quý vị, xin giới thiệu Thiên An. À, chị Thiên An ơi, cho em hỏi. À, em thấy là chị mang giày cũng khá cao đúng không chị? Đó, khoảng bao nhiêu phân chị? Em không biết là giày đó có bán cho nam không, chứ em nghĩ là anh Trường Giang anh cũng cần á. Tại vì khi quay game show chung với mấy chị mà đứng cao á, nói chuyện hơi bị mỏi cổ. Hay vậy chị hỏi là em câu được không? Em đăng ký em có mệt không? What? Em đăng ký em có mệt không? Không mệt đâu. Chết chưa? Ây à. Đó. Cà khía xong cà khía lại kìa. Không phải mọi người. Em không phải lên ký. Em xin giải thích mọi người luôn. Em bị sưng răng. Sưng răng? Dạ đúng. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Em sưng cũng được mấy năm. Tuyên Ngân ơi, em đừng lo gì cả. Dạ. Như anh không thích xương sẩu. Anh rất là thích người như em. Em cảm ơn anh. À, anh muốn hỏi em một điều. Là vừa rồi em hát bài gì vậy? Em hát Truyền Nước Biển. À, Truyền Nước Biển. Sao em thấy Truyền Nước Dừa mà nó là Nước Biển? Thì nước dừa cũng là trở thành một cái loại mà tiêm cho người được. Thưa quý vị, nước dừa ngày xưa mà lúc mà chưa có cái huyết thanh á, ngày xưa là người ta dùng nước dừa để ta truyền vào người mình. Đúng rồi. Rất là tinh khiết. Nhưng mà anh muốn hỏi là cái lượt view mà xem cái bài này của em á, nó cao không? Tôi ngồi đây tôi nghe, tôi không có nghe được gì trơn. Nhưng mà tôi nhìn và tôi biết được cái bài này là một cái bài cover lại. À, là nãy giờ anh ngồi anh nghe anh không hiểu gì hết. Không hả? Hiểu gì hết. Oh. Vì vậy cho nên anh muốn biết là khi mình không hiểu một vấn đề đó là dấu hiệu của tuổi tác. Hả? Việc tuổi tác á, là nó cũng là một cái hơi đi. Nhưng mà từ nãy giờ em không nghe được cái nội dung của bài đó là cái gì không? Dạ thì tất nhiên em không có hiểu được hết. Tại vì nhiều khi người ta nói chuyện bình thường em còn chưa chắc hiểu hết mà anh. Chính xác điều đó, vì vậy cho nên anh muốn biết cái lượt view mà đây, người ta xem. Sẽ có ngay bây giờ. Mình nói về nội dung cho nên mình cho người ta biết lượt view luôn, ngại gì, xin mời em. Đúng, em cho em biết lượt view. Nội dung của bài này là muốn gửi gắm là cái việc mà hiện giờ là các bạn trẻ đang phải một ngày học quá nhiều, nhồi nhét rất là nhiều kiến thức. Ngoài cái giờ học ở trên lớp, các bạn còn phải đi học thêm, học bớt, thì các bạn không có thời gian nghỉ ngơi để có thể thấm được những cái kiến thức các bạn nhận được. Cho nên là các bạn mới kêu lên là Truyền Nước Biển đi con, học như muốn điên lên rồi. Rồi các bạn này được bao nhiêu view? Hiện tại thì em không nhớ được, em chỉ nhớ là ngày đầu tiên em được 1.5 triệu view. Clip nào của em nhiều view nhất và đã bao nhiêu view? Clip nhiều view nhất nó không phải là parody, nó là cover Độ Ta Không Độ Nàng. Bao nhiêu view? Hình như là 89 triệu. 89 triệu. Wow. Ủa, nếu như vậy thì những cái clip của em là em tự đẻ ra cái ý tưởng hết, vâng, hay là em tự viết ý tưởng, em tự
viết lời cho nó rồi sau đó mới suy nghĩ đường hình và đem đi phối. Cho anh hỏi em một câu nữa. Em vừa rồi em làm một cái clip như vậy, cái sự đầu tư về kinh tế, kinh phí cho một cái clip vậy đó, thì cuối cùng em nhận được từ kênh YouTube của em, nó có đủ trang trải cho một cái clip mà em quay công phu như vậy không? Em phải trả lời thật sự nha. Nó tùy theo cái lượng view của clip đó. Đôi khi nó giống như canh bạc vậy. Anh muốn biết tới thời điểm này, tới thời điểm này thì em đã có đủ cái nguồn thu để bù đắp cho cái sự đầu tư kịch bản vừa rồi của em hay không? Nếu mà tính riêng kênh em thì đủ. Ý tôi muốn hỏi như vậy để tôi muốn biết rằng cái lượng view rất là cao. Anh ạ, không phải lượng view cao là nhiều tiền đâu anh ạ. Không phải view cao là nhiều tiền. Chắc chắn là điều đó. Quý fan, em thấy sao? An ơi, bạn có bạn trai chưa? What? Sao? Không, tại vì em thường á là thí dụ mà mấy bạn nữ mà xinh đẹp vậy á thì khi mà mình có bạn trai hay là mình có chồng rồi đó thì cái lượng subscriber nó cũng sẽ giảm đi. Sao kiếm lý do em sẽ giảm xuống hả? Không có, em tăng lên nhiều lắm. Bạn trai giúp em không mà kỳ lắm. Dạ cho em hỏi là chị làm được khoảng bao nhiêu clip rồi ạ? Làm được khoảng tầm đâu đó 40 à. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu là clip có dàn dựng và đầu tư về chất xám và tiền bạc thì không phải lúc nào cũng có thể nhiều được, đúng không? Em nghĩ là chị nhiều follow khi mà bắt đầu đầu tư những clip đó. Em nghĩ là nhiều nhất là từ cái clip sao độ ta không độ nàng. Và chị mới đây thôi thì cái subscriber cũng không có nhiều lắm. Rồi, nói chung là mọi người cũng đang biết em tầm bao nhiêu cái lượt rồi. Ở chính giữa, đang ở chính giữa rồi. Họ đang biết, họ còn em ở chính giữa. Tầm em là số 3 đó, nghĩ em số 3 đó. Dạ. Nhưng mà chương trình này đâu có dễ mà đoán vậy. Cảm ơn em đã đến. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, người tiếp theo sẽ có màn trình diễn như thế nào? Mời theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, đây chính là Hương Ly. Hương Ly. Dạ em xin kính chào các khách mời, các anh chị và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đây là người cover rất nhiều bài hát trên mạng và được rất nhiều người yêu thích với cái giọng hát trong trẻo của mình. Đây, không biết là hiện tại đang có bao nhiêu cái lượt đăng ký. Chúng ta bắt đầu đi tìm. Em đăng ký nữa. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy. Và giây phút này mong sao anh mơ. Anh có xem em hát nhiều rồi. Hát rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi để tìm ra thông tin nè, xin mời. Cho Harry hỏi là em lập cái kênh YouTube của em mấy năm rồi? Dạ em có lập kênh của em từ 3 năm trước nhưng mà không up video nào lên cả. Và em bắt đầu hoạt động up video đầu tiên của mình vào 5 tháng trước ạ. Hơn 5 tháng trước. Hơn 5 tháng trước? À mới có hơn 5 tháng thôi ạ? Dạ vâng ạ. Tại sao em đã lập từ 3 năm trước rồi nhưng mà mới 5 tháng gần đây thì em mới up nhiều cái video clip lên trên trang đó? Dạ, tại vì là 3 năm trước thì em thấy mọi người hay lập kênh YouTube ấy, thì em lập theo thôi, để tài khoản ở đấy, xong em cũng không để ý gì đến. Xong rồi vừa rồi thì em mới có đăng một clip mà em cover lên trên YouTube là đầu tiên là cách đây hơn 5 tháng ạ. Anh hỏi em cái này nè, cái mà em làm 3 năm trước rồi và 5 tháng vừa rồi em mới bắt đầu em up cái những cái cover của em lên, có nghĩa là 2 năm rưỡi em bỏ trống cái kênh đó, thì có ai vào đó đăng ký không? Dạ hình như có 2 người đăng ký ạ. Sau khi em đưa cái bài cover đầu tiên của em lên thì bắt đầu người ta đào vào đăng ký. Mỗi một ngày em thấy cái lượt view nó lên, người đăng ký bao nhiêu người? Mới đầu thực ra là cách đây hơn 5 tháng đây em cũng không nhớ lắm ạ. Em chỉ nhớ là từ khi mà bắt đầu từ 2 đăng ký lên đến 100.000 đăng ký thì cũng khá là nhanh ạ. Khá là nhanh là khoảng bao lâu? Em phải bí mật. Bây giờ hỏi nè, cái bài cover đầu tiên của em đăng lên là bài gì? Dạ bài đầu tiên của em đăng lên là Một Bức Yêu Bạn Dặm Đâu của Một Bức Yêu Vàng Dặm Đâu của Mr. Zero. Dạ. À cái bài nhiều người xem nhất hiện tại là bài gì?
Là bài Sóng Gió ạ. Sóng Gió của Jack, KICM. Dạ. Rồi em có hát bài Bạc Phận nữa phải không? À, Bạc Phận em cũng có cover. Vâng, là cái bài mà Hồng Trần trên núi cánh đây, một đời em nuôi. Đây là Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy anh. Sóng Gió đấy anh. Thôi thôi. Lộn. Sóng Gió đó. Giỡn thôi chứ em biết bài này mà anh lắm. Ly ơi, anh vừa rồi anh xem em và anh thấy em sử dụng được đàn bầu nè. Dạ. Đàn tì ba nè. Dạ. Có nghĩa là em có học trong trường đúng không? Phải có học từ nghĩa là cái bộ môn về nhạc cụ. Dạ đúng rồi ạ. Em có học theo học từ bé ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ, khoa đàn dân tộc ạ. Em đàn được bao nhiêu loại nhạc cụ? Dạ em đàn được 3 loại nhạc cụ ạ. Đó là đàn piano, đàn bầu và đàn tì ba. Ồ. Chúng ta hãy hỏi về kênh YouTube. Lưu ý, hãy hỏi về kênh YouTube. Đây nè, sở dĩ anh muốn hỏi cái đó. Cái lượng xem đến với em không phải vì em là một giọng hát hay. Người ta còn biết em biết sử dụng rất là nhiều nhạc cụ, đúng không? Dạ, em cũng nghĩ là vậy ạ. Nhưng mà đấy. Cô này hát hay. Hả? Cô này hát hay mà. Hát hay, cái đó chưa có đủ cái để đỉnh để mà người ta vào cái kênh của em đâu. Mà người ta ái mộ cái tài năng của em. Em vừa là một ca sĩ, vừa là một cái nhạc công luôn nữa. Nhưng mà anh còn biết được là bây giờ là em có kinh doanh nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ, sao anh biết ạ? Wow. Trong thời gian chúng ta set up thì anh Kim Tử Long đã dùng điện thoại của mình. Không. Để biết. Điều tra thân thế. Nè nhưng thân mà bằng quyến thuộc của người ta. Trường hợp của Hương Ly làm cho em nhớ đến một cái cô. Hình như bên Hàn Quốc có chị Harry là có một cái cô bạn là hay cover nhạc của các ca sĩ lại. Chu Chun Song. Và rất là nổi tiếng đúng không chị? Chu Chun Song. Đúng rồi anh, rất là nổi tiếng luôn. Và lượt view rất là cao luôn. Thì có phải là định hướng của em là khi mà em sản xuất những cái bài cover là sẽ đi theo cái định hướng đó không? Hay là em muốn trở thành ca sĩ luôn? À đúng rồi đó. Thực ra thì từ đầu em cũng không có định hướng gì đâu. Tất cả chỉ là tình cờ khi mà em vô tình em up bài đó lên và rất là may mắn được mọi người ủng hộ ấy ạ. Thì đương nhiên là em cũng học xuất thân từ nghệ thuật chuyên nghiệp. Cho nên là em cũng rất là muốn đi theo con đường chuyên nghiệp sắp tới. Không chỉ dừng lại ở những bản cover mà sẽ có những sản phẩm riêng của mình ạ. Bây giờ chị Hương Ly có thể mà hát một bài cho anh Giang đàn được không ạ? Sẵn sàng luôn ạ. Em hát bài Sóng Gió đi. Wow. Anh Giang sẽ làm cho nguyên cái phim trường này thành sóng gió luôn. Nước ngập mênh mông luôn. Chim kia về vẫn có đôi sao chẳng có đôi sao trắng sóng cụ thể. Anh ơi sao đơn âm dữ vậy? Đừng xa cánh tôi chẳng có nếm em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Ly ơi cho con hỏi là những cái clip của Ly là được bao nhiêu trăm triệu lượt view rồi? Em cũng không nhớ lắm, nhưng mấy trăm triệu thì đấy. Mấy trăm á, 400 gì đó. 400-500 không? Hay là 200-300? Chắc cũng tầm khoảng 400 rồi. Chị Hương Ly có ra bài nào mà giống như là một sản phẩm riêng chứ không phải là cover trên kênh của chị không? Trên kênh của mình thì vừa rồi có ra bài Yêu Ai Để Không Phải Khóc là một sản phẩm riêng của mình. Rồi, thông tin quá nhiều. Cũng may mắn là lần này anh Kim Tử Long không hỏi về thu nhập cá nhân. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ cũng chần chờ gì nữa, bắt đầu xếp hạng, xin mời. Đâu có sóng gió, dù bao khó khăn đời chờ, cùng về dưới mái ấm ra đi. Ay, 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 go crazy.